Xin chào các bạn tư vấn viên tuyệt vời của Oriflame. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa các bạn đến tham quan một số văn phòng toàn cầu của Oriflame chúng ta. Trước hết, mời các bạn cùng đến thăm phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm nhé. Tất nhiên, nhân vật đầu tiên mà các bạn mong được gặp nhất chính là giáo sư tiến sĩ Alain Mauvon, giám đốc viện nghiên cứu của Oriflame đặt tại Thụy Điển. Tại đây có hơn 150 nhà khoa học đang làm việc để nghiên cứu, đưa các tiến bộ khoa học ứng dụng vào những sản phẩm làm đẹp của Oriflame nhằm cho ra đời những sản phẩm chất lượng an toàn và hiệu quả. Ngoài ra, hàng năm Oriflame còn cộng tác với một lực lượng tình nguyện viên lên đến 6.000 người để tham gia vào các cuộc thử nghiệm lâm sàng nhằm kiểm chứng sự an toàn và hiệu quả của các sản phẩm mới. Thông qua các nhà khoa học, chúng ta đều biết rằng mỗi năm da của chúng ta mất đi 1% độ đàn hồi vốn có. Điều này có nghĩa là ở tuổi 50 thì da của bạn đã mất đến phần nửa sự đàn hồi so với khi bạn vừa mới chào đời rồi đấy. Nhưng các bạn không cần phải quá lo lắng vì các sản phẩm dưỡng da cao cấp của Oriflame luôn bên cạnh các bạn trong cuộc chiến chống lại sự lão hóa đầy thử thách này. Nói đến chất lượng sản phẩm, có một sự thật là 9 trên 10 sản phẩm của Oriflame chúng ta tỏ ra hiệu quả hơn hẳn so với các sản phẩm đối thủ cùng hạng mục. Còn bây giờ, các bạn sẽ được bước vào căn phòng tiếp theo, đó là phòng trưng bày các sản phẩm làm đẹp của Oriflame chúng ta. Hãy cùng tìm hiểu xem quyển catalog của Oriflame chúng ta có những sự thật thú vị nào nhé. Mỗi tháng tại Việt Nam, các bạn đều nhận được một quyển catalog hoàn toàn mới. Nhưng bạn có biết, mỗi quyển catalog như vậy phải mất đến 12 tháng chuẩn bị, từ khâu lập kế hoạch, thiết kế đến in ấn và hoàn thiện. Và quy trình này cần đến sự đóng góp của hơn 300 nhân viên thuộc nhiều bộ phận khác nhau cùng phối hợp thực hiện. Trung bình hàng năm có khoảng 100 triệu quyển catalog được xuất bản với 40 thứ ngôn ngữ khác nhau để phục vụ cho hàng trăm triệu khách hàng trên toàn thế giới. Số lượng catalog này tiêu tốn đến 21.000 lít tinh dầu hương thơm hàng năm để có thể mang đến tính năng chà cổ tay lên catalog để cảm nhận hương thơm của sản phẩm. Những con số thật quá ấn tượng phải không các bạn? Và đó là những điều thú vị về quyển catalog, công cụ bán hàng mạnh mẽ nhất của tư vấn viên Oriflame chúng ta. Vậy còn những công cụ trực tuyến thì như thế nào? Chúng ta cùng xem qua nhé! Trung bình mỗi năm các trang web của Oriflame khắp thế giới nhận được đến 170 triệu lượt truy cập để tìm hiểu về sản phẩm và mua sắm. Nhờ vậy, mỗi năm có khoảng 36 triệu đơn hàng được mua trực tuyến thông qua các website của Oriflame. Riêng trang Facebook chính thức của Oriflame hiện đã có đến 3,6 triệu lượt người theo dõi. Và con số này chắc chắn sẽ không dừng lại tại đây khi sự quan tâm về Oriflame cũng như các sản phẩm làm đẹp cũng đang tăng lên mỗi ngày. Và để đảm bảo các thành viên trong nhóm cá nhân của mình luôn tích cực hoạt động thì cứ mỗi giây, 2 email sẽ được tư vấn viên trên toàn cầu gửi ra cho hệ thống của mình. Vậy các bạn có biết những sản phẩm làm đẹp của Oriflame chúng ta đã có những thành tựu như thế nào trong thời gian qua hay không? Này nhé! Sản phẩm nước hoa của Oriflame còn bán chạy hơn cả những chai nước hoa của hai nhãn hàng Chanel và Dior. Ngoài ra, dòng nước hoa Jordani Gold của Oriflame lưu giữ hương thơm lâu hơn đến 35% so với sản phẩm nước hoa J'adore của Dior, vốn đã rất nổi tiếng về độ bền mùi hương. Mascara Wonderlash, cây mascara huyền thoại của Oriflame. Sự thật là trung bình cứ mỗi 4 giây thì lại có một khách hàng đặt mua một cây mascara Wonderlash này. Sau một thời gian được giới thiệu ra khắp thế giới, các khách hàng của bộ sản phẩm Ecolagen đã thừa nhận rằng khi sử dụng trọn bộ sản phẩm Ecolagen 6 món tuân theo quy trình chăm sóc da thanh xuân của Oriflame thì họ đã cải thiện được đến 33% nếp nhăn so với trước khi sử dụng sản phẩm. Kể từ khi được giới thiệu lần đầu tiên đến nay, sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất Wellness Pack đã được hàng triệu khách hàng tin dùng và tính đến thời điểm này đã có 210 triệu gói Wellness được sử dụng. Tương tự như thế, sản phẩm bột cân bằng dinh dưỡng tự nhiên Wellness Balance Shake cũng đã chiếm được lòng tin của người tiêu dùng toàn cầu khi đã có đến 158 triệu ly Wellness được tiêu thụ kể từ khi sản phẩm này được ra mắt. Với những con số như thế này thì thật không có gì ngạc nhiên khi Oriflame chúng ta đã chiếm giữ vị trí số 1 trong danh mục các công ty mỹ phẩm bán hàng trực tiếp tại châu Âu phải không các bạn? Và cuối cùng, mời các bạn ghé đến tham quan phòng thiên nhiên Thụy Điển, nơi mà các giá trị con người và thiên nhiên luôn được ưu tiên hàng đầu. Và cũng là nơi Oriflame chúng ta thực hiện các cam kết với xã hội nhằm bảo vệ môi trường và giúp đỡ cộng đồng trên toàn thế giới. Chắc hẳn các bạn sẽ vô cùng tự hào khi biết rằng Oriflame là một trong những tập đoàn đầu tiên trên thế giới thực hiện tuyệt đối cam kết chỉ sử dụng 100% nguồn nguyên liệu dầu cọ từ những nguồn được xác thực là có kế hoạch phát triển bền vững thông qua tổ chức Green Palm nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và chống lại nạn phá rừng. Hơn thế nữa, thông qua quỹ Oriflame Foundation,
tập đoàn Oriflame của chúng ta đã đóng góp hơn 1 triệu 100 ngàn euro trong năm 2014 để giúp đỡ trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn khắp nơi trên thế giới. Và gần đây nhất, thông qua chiến dịch lời cảm ơn được phát động bởi công chúa Thụy Điển Madeleine, thành viên danh dự của Hội đồng Quản trị Tổ chức Nhi đồng Thế giới, Oriflame đã kêu gọi cả thế giới cùng chung tay quyên góp thêm 1 triệu euro, đơn giản chỉ bằng việc mua ủng hộ chai nước hoa Tenderly Promise, lời hứa của sự yêu thương. Chính những nỗ lực này của Oriflame đã dần dần hình thành nên một cộng đồng Oriflame toàn cầu, nơi mà mọi người luôn sát cánh cùng bên nhau với quyết tâm giúp đỡ cộng đồng, giúp đỡ những mảnh đời còn chìm trong bóng tối được hòa mình vào ánh sáng của tình thương nhân loại. Nơi mà các Oriflamer luôn làm hết mình để trẻ em khắp nơi có thể được đi học ở những ngôi trường khang trang hơn, to đẹp hơn. Nơi mà các em có thể lớn lên và hoàn thiện về nhân cách một cách tốt đẹp nhất, để rồi tất cả lại cùng tiếp tục nắm chặt tay trong hành trình vì một thế giới tươi đẹp hơn.